Ủa, thế là cứu rồi. Tao xin mày à. Mày đừng bắn tao nữa, tao buồn lắm rồi. Mẹ thằng đá đấy, có một thằng này. Rồi bắt đầu bắt bị đầu bắn gì vậy? Watch out. Help. Đây này. Bình được không? Cứ được. Còn nó trên đầu cái đồ này. Watch out. Thank you. Ủa, lại nó. Help. Nằm bom thế. Xa quá, tao bị biệt thằng bên này, mẹ thằng đi xe bên này. Thank you. Bên nhà mua đồ chỗ này vẫn còn người này. Watch out. Đang nói bom. Một thằng đã chạy cho nó tiếp rồi. Watch out. Đang nhìn. Thằng bị nóc ở đây nè. Đây rồi. Ôi chưa thấy nó đâu cả. Đấu không? Đấu nha. Đấu mày nằm lên mép trên đi bắn được. Nằm luôn. Úp. Tao đấu với mày. Con đây nước này. Rồi. Đâu à? Nước của con này rồi. Chúng nhà có người tiêu ạ. Cái này để xe hồi nãy. Mà sau cái cột Vina rồi kìa. Có thằng nằm dưới đường kìa. À, bắn thằng sau bị thằng dưới bắn nhanh thế, bọn này. Có thấy cái thằng nằm dưới đường rõ ràng, tao tưởng bắn thằng nằm dưới đường chứ. Tao bắn thằng đằng sau. Dưới bên này còn người nữa này. Dưới ráp gát còn dưới ở dưới còn đấy. Nó bên đường cơ. Nó bên đường cơ. Bơm máu. Bơm máu đi tù. Lấy câu là chết chưa? Mày không lấy câu cũng khoảng. Ủa. Chậm quá. Người ta mình sấy thằng đấy. Bơm bơm cái bo. Cái bo này bơm cũng không chạy được. Bọn kia chết bo hết rồi. Cái thằng ở trong ấy top 1 luôn. Không vướng cái thằng hai thằng trên đấy thì khi là mình vào được rồi. Ừ. Thằng nào? Ờ đợi 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 tí nhá. Ok. Còn chủ đi tiếp còn à? Đúng rồi. Chùi cho mà chùi.